Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 11 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường và đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tập thể giáo viên trường Trung học phổ thông Nam Phù Cừ nâng cao chất lượng giảng dạy. Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nộp thuế đạt cao. Chị Nguyễn Thị Huệ ở thôn Vĩnh Tuy, xã Liên Nghĩa, huyện Phan Giang thu trên 2 tỷ đồng từ trồng cam mỗi năm. Kinh nghiệm duy trì giữ vững danh hiệu 9 trên 9 thôn khu dân cư văn hóa ở xã Thắng Lợi, huyện Phan Giang. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 17 tháng 11, huyện Kim Động tổ chức lễ khánh thành nhà thư viện và phòng giáo dục nghệ thuật, các hạng mục phụ trợ trường Trung học phổ thông Kim Động. Tới dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trần Quốc Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phạm Huy Bình, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Nhà thư viện và phòng giáo dục nghệ thuật, các hạng mục phụ trợ của trường Trung học phổ thông Kim Động được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ với tổng kinh phí hơn 4,7 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ tháng 4 năm 2017, có thiết kế một tầng, diện tích xây dựng 583 m2. Cùng với các hạng mục phụ trợ bao quanh như cổng, tường rào, bồn hoa. Công trình được khánh thành và đưa vào sử dụng đã đáp ứng được nhu cầu dạy và học của trường Trung học phổ thông Kim Động. Nhân dịp này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau hỗ trợ quỹ khuyến học nhà trường 50 triệu đồng, quỹ khuyến học huyện Kim Động trao 12 suất học bổng cho các em học sinh trong trường. Nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, sáng nay, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật, huyện Mỹ Hào đã tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017-2022. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua 42 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ thầy trò nhà trường luôn phấn đấu và gặt hái được nhiều thành tựu. Trường hiện có 27 lớp với trên 1.000 học sinh, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm đạt 98%, học sinh đỗ đại học trên 50%, nhiều giáo viên đoạt giải sáng tạo cấp ngành. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đã trao bằng công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2017-2022 cho trường Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà trường tiếp tục phấn đấu làm tốt hơn nữa công tác giảng dạy và học tập, nâng cao năng lực quản lý điều hành của nhà trường, thực hiện hiệu quả giáo dục toàn diện, trong đó ưu tiên giáo dục văn hóa, đạo đức và kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp cho học sinh cuối cấp, tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của địa phương, của tỉnh, xứng đáng với nghĩa khí của người thủ lĩnh kiệt xuất Nguyễn Thiện Thuật trong cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy mà trường mang tên. Sáng nay, trường tiểu học Tô Hiệu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang cũng đã tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập trường và 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trường tiểu học Tô Hiệu, tiền thân là trường Kiêm Bị Xuân Cầu, được thành lập từ tháng 8 năm 1938 do đồng chí Tô Hiệu vận động nhân dân xây dựng và trực tiếp giảng dạy với mục đích nâng cao dân trí, tập hợp quần chúng giáo dục lòng yêu nước, giác ngộ tinh thần cách mạng cho nhân dân. Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có nhiều thầy cô giáo là tấm gương sáng, là chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi các cấp. Nhiều học sinh đã trưởng thành là lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước. Từ lúc có 3 phòng học với 100 học sinh, đến nay trường có 30 lớp với 39 cán bộ giáo viên, nhân viên và 970 học sinh. Cơ sở vật chất nhà trường được xây dựng khang trang với 18 phòng học. Khu hiệu bộ có các phòng chức năng được trang bị đồng bộ. Nhiều năm liền trường được công nhận tập thể lao động tiên tiến. Nhân dịp này, Hội khuyến học tỉnh đã trao học bổng Tô Hiệu cho 40 em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, mỗi suất 1 triệu đồng. Quỹ khuyến học huyện trao 80 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Nhân dịp này, trường Trung học cơ sở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang cũng đã tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia. Từ lúc phải học 2K thì nay trường đã được đầu tư xây mới 12 phòng học với các phòng chức năng, cơ sở vật chất được đảm bảo đáp ứng cơ bản các yêu cầu của đổi mới giáo dục. Đội ngũ giáo viên liên tục được tăng cường và chuẩn hóa. Nhiều năm liên tục, trường được công nhận tập thể lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Năm học 2015-2016, trường được Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên công nhận đạt tiêu chuẩn giáo dục cấp độ 2. Tháng 10 năm 2018, trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên công nhận trường chuẩn quốc gia.
Trường Tiểu học Hồng Quang, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi cũng vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trường Tiểu học Hồng Quang, trước đây là trường phổ thông cấp 1 Hồng Quang Hồng Vân, được thành lập từ năm 1952. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, hiện nay trường đã có cơ sở vật chất khang trang, 18 trên 18 giáo viên đều đạt trình độ đào tạo chuyên chuẩn. Nhà trường thường xuyên quan tâm đến giáo dục toàn diện về đức trí thể mỹ, hình thành nhân cách đúng đắn cho học sinh, hiệu quả giáo dục ngày càng được nâng lên. Ngày 5 tháng 7 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra quyết định số 1548 công nhận trường Tiểu học Hồng Quang đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tập thể giáo viên trường Trung học Phổ thông Nam Phù Cừ luôn nỗ lực vượt qua khó khăn đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đây là một trong rất nhiều tiết thao giảng được diễn ra thường xuyên ở trường Trung học Phổ thông Nam Phù Cừ. Trong những năm gần đây, nhà trường tích cực chỉ đạo việc đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, phương pháp hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Qua các đợt thao giảng, giờ dạy minh họa, các giáo viên có cơ hội thảo luận và trao đổi về những ưu điểm, hạn chế của mỗi một kỹ thuật dạy học tích cực, từ đó áp dụng vào quá trình giảng dạy tốt hơn. Chúng tôi xác định là lực lượng giáo viên là lực lượng cốt cán trong cái quá trình đổi mới giáo dục của nhà trường. Chính vì vậy, chúng tôi đã tạo điều kiện cho các thầy cô học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Và chúng tôi cũng tạo những cái môi trường tốt nhất về cơ sở vật chất cũng như là các cái trang thiết bị. Và cái mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là tạo cái môi trường thật sư phạm thật thân thiện giữa thầy và trò để cho các thầy cô cũng như là học sinh phát huy được tất cả cái sự chủ động tích cực trong quá trình dạy cũng như là trong quá trình học. Môi trường sư phạm thân thiện đã góp phần khuyến khích sự nỗ lực của mỗi giáo viên trong công việc. Trong 5 năm gần đây, trường Trung học Phổ thông Nam Phù Cừ liên tục đạt tập thể lao động tiên tiến, được Sở Giáo dục và Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương. Nhà trường hiện có 47 cán bộ giáo viên 100% đạt chuẩn, trong đó có 20% có trình độ chuyên chuẩn. Nhiều giáo viên đạt thành tích cao được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được nhận giấy khen, bằng khen các cấp như cô giáo Trần Thị Hằng, môn ngoại ngữ, cô giáo Vũ Thị Thanh Thủy, môn sinh, các thầy Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Đăng Khải, môn toán. So với những ngày đầu mình về công tác thì có thể nói là đến bây giờ đã là một bước tiến đột phá rồi. Có sự thay đổi rất lớn về quan điểm, về tư tưởng, về hành động mà mỗi một người đều có ý thức tự học và áp dụng, đón nhận cái mới rất rõ. Làm học sinh của trường Trung học Phổ thông Nam Phù Cừ thì em nhận thấy trường học của chúng em ngày phát triển tốt hơn. Khuôn viên trường học chúng em cũng rất là xanh sạch đẹp, tạo cảm hứng để chúng em có thể học tập và rèn luyện. Thầy cô đối với chúng em rất là nhiệt tình, chỉ bảo ạ. Bạn bè luôn thân thiện và hòa đồng. Sau 2 năm học tập và rèn luyện tại trường Trung học Phổ thông Nam Phù Cừ, chúng em không chỉ nhận được những kiến thức bổ ích mà còn có thêm nhiều kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp. Sự tin tưởng và những kết quả đáng ghi nhận của học sinh nhà trường trong những năm gần đây chính là động lực để các thầy cô giáo trường Trung học Phổ thông Nam Phù Cừ tiếp tục quyết tâm vượt khó, tâm huyết, sáng tạo hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra trong công cuộc đổi mới giáo dục. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, đến nay, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh đã nộp thuế đạt gần 90% và là khu vực nộp thuế cao của tỉnh. Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tài nguyên, thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, tiền cho thuê mặt đất, mặt nước được gần 1.600 tỷ đồng, đạt gần 90% dự toán. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam nộp 153 tỷ đồng, công ty cổ phần Asicoc Việt Nam tại Hưng Yên nộp 106 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lavia tại Hưng Yên nộp 90 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoya Gladic Việt Nam nộp 81 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Kehin Việt Nam nộp 80 tỷ đồng. Khả năng đến hết năm 2018, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ hoàn thành nộp thuế theo dự toán. Ngay sau khi trung tâm xử lý nước thải được bàn giao về công ty hạ tầng dệt may Phú Nối quản lý, tạo đầu mối thống nhất từ tháng 3 năm 2017, đơn vị đã tiến hành đầu tư mới nâng cấp để đảm bảo thu gom, xử lý tốt nước thải của các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp. Tổng vốn đầu tư nâng cấp cho trung tâm xử lý nước thải là 64 tỷ đồng bằng nguồn vốn của công ty hạ tầng dệt may Phú Nối. Dự án được triển khai từ cuối năm 2017 đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, công suất thiết kế 10.000 m3 một ngày đêm.
hệ thống vận hành theo nguyên lý tuần hoàn liên tục, hóa lý kết hợp với vi sinh trong xử lý nước thải. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn cột A, tiêu chuẩn quy định cao nhất hiện nay trước khi đưa ra ngoài môi trường. Hiện trung tâm đang xử lý cho gần 30 doanh nghiệp trong khu với lượng nước thải từ 6.500 đến 7.000 mét khối một ngày đêm. Trên dọc quốc lộ 5, qua địa bàn xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm, hiện có nhiều doanh nghiệp lấn chiếm đất đai và hành lang an toàn giao thông để phục vụ kinh doanh, sản xuất mà chưa bị xử lý. Xã Trưng Chắc hiện có 4 doanh nghiệp vi phạm chiếm dụng đất lưu không và hành lang giao thông với tổng diện tích lên đến gần 10.000 m2, đó là công ty Kỹ nghệ Thực phẩm Hà Nội 1, công ty Hoài Nam, công ty Tuấn Thành và công ty Hải Âu. Thậm chí có những doanh nghiệp còn chiếm dụng để cho các doanh nghiệp khác thuê lại với giá cho thuê hàng chục triệu đồng một tháng. Các vi phạm tập trung chủ yếu là xây dựng nhà xưởng, bãi gửi xe và trưng bày sản phẩm bám dọc quốc lộ 5. Mặc dù Ủy ban Nhân dân xã Trưng Chắc đã ngăn chặn, yêu cầu các doanh nghiệp trả lại hiện trạng, nhưng các đơn vị không chấp hành mà vẫn cố tình vi phạm. Trồng cam từ 16 năm nay, với diện tích trên 4 mẫu, gia đình chị Nguyễn Thị Huệ ở thôn Vĩnh Tuy, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang mỗi năm cho thu trên 2 tỷ đồng. Gia đình chị Huệ đã thuê lại trên 5 mẫu đất ở xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm để trồng cam, bưởi ổi. Trong đó, diện tích cam là trên 4 mẫu. Với thổ nhưỡng thích hợp cộng với kinh nghiệm kỹ thuật chăm sóc khoa học, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, do vậy các diện tích cam luôn được mùa, đặc biệt chất lượng cam ngon, ngọt và thơm khác biệt so với các địa phương khác. Chính vì vậy, giá cam luôn được bán với giá cao, năm nào gia đình chị cũng tiêu thụ cam ngay tại vườn với giá từ 50 đến 60 nghìn đồng một kg. Ở vụ này, mặc dù giá cam ở nhiều địa phương chỉ từ 20 đến 25 nghìn đồng một kg, nhưng ở trang trại chị Huệ vẫn bán với giá 50 nghìn đồng một kg, chủ yếu là khách quen và khách ở Hà Nội. Đáng chú ý là cam ở đây được thâm canh giải vụ, cho thu hoạch từ cuối tháng 8 âm lịch đến Tết Nguyên đán. Năm nay gia đình chị Huệ ước sản lượng đạt 40 tấn cam cho thu khoảng 2 tỷ đồng. Hiện nay gia đình chị đang xây dựng thương hiệu cam Cầu Chùa Văn Giang Hương Yên. Tới đây, sản phẩm cam của gia đình chị sẽ tham gia lễ hội cam Hương Yên năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, phấn đấu xây dựng làng văn hóa, khu dân cư tiên tiến đã là điều không dễ, nhưng để duy trì giữ vững được danh hiệu này là việc làm khó hơn rất nhiều. Vậy mà trong nhiều năm qua, nhân dân cả 9 trên 9 thôn của xã Thăng Lợi, huyện Văn Giang đã duy trì giữ vững danh hiệu này. Phản ánh tại xã Thăng Lợi nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, giao lưu bóng đá bóng chuyền như thế này được các thôn của xã Thăng Lợi, huyện Văn Giang tổ chức thường xuyên. Thông qua các hoạt động, nhân dân có cơ hội chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng thực hiện các phong trào của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết trong thôn, trong xã ngày càng bền vững. Muốn có một cái khối đại đoàn kết phải có cái sự đoàn kết trước hết từ trong gia đình, rồi đến dòng họ, rồi dòng tộc, rồi đến toàn thể cộng đồng trong thôn làng. Mà muốn làm được việc này, các cấp ủy chi bộ cần phải chú ý công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt quan tâm đến cái thế hệ trẻ. Muốn giữ được tinh thần đoàn kết trong dân thì trước hết là phải, cái cơ bản nhất là phải thực hiện được cái tốt cái quy chế dân chủ. Có nghĩa là dân làm bất cứ làm một việc gì của thôn, dù lớn dù bé, là cũng phải dân phải được biết, được bàn và được kiểm tra. Các đoàn thể là phải đoàn kết nhất trí cùng với ban mặt trận để thực hiện tốt cái trước hết là cái nghị quyết của chi bộ. Cái thứ hai nữa là những cái nghị quyết và cái quy định của thôn mà đề ra. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương đến mọi tầng lớp nhân dân và đặc biệt là công tác giáo dục tư tưởng cho thế hệ trẻ, nên cả 9 trên 9 thôn của Thăng Lợi hiện đều đã được công nhận là khu dân cư tiên tiến. Những năm qua, kinh tế của xã luôn được người dân chú trọng phát triển mạnh, bình quân thu nhập đầu người đạt gần 50 triệu đồng trên năm. Cơ sở hạ tầng của xã được xây dựng khang trang theo tiêu chí nông thôn mới. Đời sống kinh tế văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đều được người dân tham gia ủng hộ tích cực. Mặt trận Tổ quốc chúng tôi thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt mọi cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các khu dân cư của chúng tôi luôn luôn là thi đua
và lấy các tiêu chí chấm điểm hàng năm để phấn đấu giữa khu dân cư nọ với khu dân cư kia, thường xuyên có cái sự trao đổi và tăng cường cái sự hưởng ứng của nhân dân để tiếp tục nâng cao các cái tiêu chí về xây dựng khu dân cư tiên tiến cũng như là nông thôn mới. Ngày 15 tháng 11, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện huyện Phù Cừ phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2018. Hiến máu tình nguyện là hoạt động nhân đạo mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần mang lại sự sống và sức khỏe cho những người bệnh cần được truyền máu. Nhờ tích cực tuyên truyền vận động mà buổi hiến máu đã được đông đảo các cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên thanh niên, người dân trên địa bàn huyện Phù Cừ quan tâm và hưởng ứng. Tại buổi hiến máu đã có trên 600 người tham gia đăng ký hiến máu. Kết quả sau buổi hiến máu, ban tổ chức đã thu được 315 đơn vị máu. Vừa qua tại nhà thiếu nhi tỉnh, tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đội năm 2018. Tham gia lớp tập huấn có gần 400 học viên là đội viên giáo viên tổng phụ trách đội của các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 4 ngày, các học viên được truyền đạt một số nội dung như nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, phương pháp tổ chức mô hình hoạt động của đội và công tác sao nhi đồng trong trường học, tổ chức thực hiện một buổi sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ đề kỹ năng lều trại, học múa và nhảy dân vũ, vân vân. Lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội viên, đặc biệt là giáo viên tổng phụ trách đội những kỹ năng nghiệp vụ công tác đội, những mô hình hoạt động mới, sáng tạo của tổ chức đội trong trường học. Qua đó giúp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chất lượng nhằm thu hút đông đảo các em thiếu nhi tham gia. Nhằm khuyến khích và động viên các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh phát triển các mô hình kinh tế, vừa qua, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã triển khai thực hiện đề án hỗ trợ thanh niên Hương Yên sáng tạo khởi nghiệp giai đoạn 2018-2022. Đối tượng được hỗ trợ là tất cả đoàn viên thanh niên có ý tưởng, dự án có tính thực tế cao. Tùy vào quy mô ý tưởng, mô hình, tỉnh đoàn sẽ hỗ trợ số tiền tương ứng. Với tổng số vốn của đề án là 900 triệu đồng trong năm 2018, tỉnh đoàn thực hiện hỗ trợ hai mô hình đầu tiên tại hai huyện Kim Động và Ân Thi. Trong đó, mô hình nuôi gà lai Đông Tảo của anh Hoàng Văn Lợi, huyện Ân Thi được hỗ trợ 113 triệu đồng. Mô hình trồng thanh long ruột đỏ của anh Vũ Văn Phóng, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động được hỗ trợ 126 triệu đồng. Số tiền hỗ trợ được tính vào giá trị của cây con giống, thức ăn, phân bón, vật liệu, phục vụ việc trồng cây và sửa chữa chuồng trại. Trong 3 ngày, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11, Chi đoàn Trường Trung học Cơ sở Phù Cừ đã tổ chức triển lãm tranh chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Triển lãm quy tụ 154 tác phẩm, trong đó có 24 mô hình 3D và 4D, với nhiều chất liệu thủ công như màu sáp, màu bột, màu nước, tam tre, giấy dán. Đây là các sản phẩm do chính các em lên ý tưởng và thể hiện theo chủ đề, như chủ đề phong cảnh môi trường, xâm phạm tình dục, tác hại của thuốc lá, nét văn hóa thời Nguyễn, sử dụng các họa tiết thời Trần để trang trí áo dài. Triển lãm không chỉ là dịp để các em học sinh dành tặng những món quà tinh thần đầy ý nghĩa đến các thầy cô giáo, mà còn tạo sân chơi lành mạnh giúp các em củng cố thêm kiến thức về lịch sử và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, 17 năm công tác tại trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ, 8 năm giữ vai trò thủ lĩnh công tác đoàn tại trường, thầy giáo Lê Trung Hiếu luôn là tấm gương sáng được đồng nghiệp học sinh tin yêu. Là thành viên tổ nghiệp vụ bộ môn giáo dục quốc phòng an ninh của Sở Giáo dục, thầy giáo Lê Trung Hiếu luôn có nhiều sáng kiến kinh nghiệm để học sinh hứng thú và tiếp thu hiệu quả môn học. Bên cạnh việc giúp cho học sinh có thêm hiểu biết về truyền thống của dân tộc, một số sáng kiến kinh nghiệm trong việc dạy học của thầy Hiếu cũng giúp các em rèn luyện tác phong, thêm hiểu biết về các thiết bị trong diễn tập. Điển hình như sáng kiến giới thiệu thiết bị bắn tập súng bộ binh MBT-03, ứng dụng vào việc giảng dạy nội dung bắn súng trong các trường phổ thông, hay sáng kiến một số phương pháp tạo hứng thú cho học sinh khi học tập môn giáo dục quốc phòng an ninh.
Thầy Hiếu, nếu như để dùng một từ về thầy Hiếu thì em sẽ dùng từ nhiệt huyết ạ. Thầy rất là tận tình chỉ bảo, cũng như là thầy rất là quan tâm đến chúng em, luôn tạo những cái điều kiện thích hợp nhất để chúng em có thể hoàn thành những cái bài học của mình một cách dễ dàng nhất ạ. Với phương châm, thầy luôn là bạn đồng hành cùng học sinh. Sau những giờ học căng thẳng, thầy Hiếu luôn phát động các phong trào, thu hút đông đảo các em học sinh tham gia. Bên cạnh việc hỗ trợ các cơ sở vật chất, đồng thời phát hiện và khuyến khích tài lẻ của các em học sinh, thầy Hiếu đã thành lập nhiều câu lạc bộ như câu lạc bộ guitar, câu lạc bộ sáo, câu lạc bộ sách và hành động, giúp các em học sinh giải trí, tăng tính đoàn kết, hướng các em đến những sân chơi lành mạnh và bổ ích. Thầy Hiếu là một giáo viên dạy giỏi và năng lực là chuyên môn tốt. Thứ hai, về công tác đoàn thì đồng chí Hiếu là một đồng chí mà đã làm tốt công tác tham mưu và lãnh đạo, tham mưu chúng và đúng những vấn đề liên quan đến thanh niên trường học, để từ đó nhà trường có những cái định hướng cũng như là cái phương án phù hợp với hoạt động đoàn trong nhà trường. Thứ hai là làm tốt công tác chỉ đạo đối với các chi đoàn, đối với đoàn viên thanh niên trong nhà trường, nắm bắt tốt cái tư tưởng diễn biến của đoàn viên thanh niên trong trường học, để từ đó có những cái triển khai hoạt động phục vụ tốt cái nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Không chỉ là một thầy giáo trách nhiệm, nhiệt huyết, thầy Lê Trung Hiếu cũng luôn hết lòng quan tâm đến học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, luôn tìm hiểu và hỗ trợ các em, giúp các em có thêm nghị lực và tự tin trong học tập.